Chào các anh chị, video tiếp theo này của cái series xây dựng form marketing hiệu quả và chuyên nghiệp dành cho doanh nghiệp. Thì đây là bài số 3, đây là bài số 3. Thì chúng ta sẽ nói về chủ đề là số lượng cái nhân sự cần cho một form marketing. Thì cái số lượng nhân sự cần cho một form marketing thì trước hết nó sẽ phụ thuộc vào cái quy mô của doanh nghiệp. Đấy, quy mô lớn hay quy mô nhỏ, ví dụ như quy mô tập đoàn. Đấy, một cái tập đoàn đa lĩnh vực như tập đoàn Vingroup hay là tập đoàn Hòa Phát thì số lượng nhân sự của nó sẽ rất là lớn, đúng không ạ? Có thể lên tới hàng chục người, hàng trăm người và chia thành nhiều ban. Trong một phòng có thể chia thành nhiều ban. Thậm chí một ban của họ có quy mô còn lớn hơn một cái phòng của một cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc là một cái doanh nghiệp nhỏ, một cái doanh nghiệp thương mại điện tử chỉ sống bằng bán hàng online thôi, thì hầu như trong công ty thì chủ yếu là bộ phận marketing, mà digital marketing đấy, và đội bộ phận chốt sale, tức là cơ cấu của nó rất là gọn gàng. Đấy. Khi nói về số lượng nhân sự, đúng không ạ? Thì ta sẽ nói về số lượng, vị trí, mô tả công việc, mức lương, mức thưởng, KPI vân vân. Đấy. Nhá, thì chúng ta sẽ xác định được quy mô, số lượng, khả năng phát triển dài hạn, khả năng tài chính của doanh nghiệp và những cái yêu cầu, mục tiêu mà mình đã đề ra. Thế thì ở đây có các cái vị trí, ví dụ như là trưởng phòng hoặc giám đốc, phó phòng hoặc phó giám đốc. Đấy. Rồi thì bộ phận nghiên cứu thị trường, bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm, bộ phận media. Media đây thì có thể hiểu là gồm phần chụp hình ảnh, chỉnh sửa hình ảnh, đồ họa hình ảnh, phần biên tập, chỉnh sửa video, quay video, lên ý tưởng kịch bản, vân vân. Bộ phận content tức là làm nội dung, viết bài, SEO web, đăng bài trên fanpage, trên website, làm kịch bản để quay video, rồi thì viết thông cáo báo chí, rồi thì viết catalog, rồi viết mô tả sản phẩm, tất cả những cái gì liên quan đến viết, 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 viết. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái bộ phận content này. Bộ phận chạy quảng cáo trực tuyến. Thí dụ như là các công cụ chạy quảng cáo trực tuyến phổ biến như là Facebook, Google, Zalo, TikTok, YouTube. Trong nước đúng không? Nước ngoài thì có Alibaba, Amazon, Twitter, eBay, ST vân vân. Mình có bán ra nước ngoài hay không? Rồi. Bộ phận kỹ thuật thì có thể gồm website đúng không ạ, viết web, chỉnh sửa web, quản trị web, lập trình ứng dụng nếu như mà chúng ta phát triển application cho mobile, bộ phận làm sale vân vân, các cái bộ phận tư vấn bán hàng, chăm sóc web, chăm sóc fanpage, chốt đơn, bộ phận phụ trách báo chí truyền thông đối ngoại, chuyên đi tiêu tiền, ví dụ như là đi đối ngoại, đi tài trợ sự kiện, bộ phận chăm sóc khách hàng. Thì đây là một số những cái bộ phận chính mà có ở trong một cái doanh nghiệp, có trong cái bộ phận là phòng marketing. Đấy. Thế thì số lượng người trong từng bộ phận, số lượng bộ phận trong một phòng thì do các anh chị và các bạn quyết định dựa trên quy mô của mình. Dựa trên quy mô của mình, dựa trên ngành nghề kinh doanh của mình, dựa trên cái tài chính của mình. Đấy. Tôi lấy thí dụ như là các cái spa đúng không ạ? Thì nó ngoài kỹ thuật viên để phục vụ khách hàng, bác sĩ để chăm sóc khách hàng, thì nó sẽ có cái bộ phận chạy quảng cáo, bộ phận chốt đơn, bộ phận gọi điện chăm sóc khách hàng là chủ yếu. Nên là cái lượng mà nhân viên marketing rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà một công ty sản xuất thì lại gồm có công nhân sản xuất, kỹ sư sản xuất, bộ phận kho đúng không ạ? Bộ phận giao hàng, rồi bộ phận kế toán, thì bộ phận marketing nó chỉ là một bộ phận, là bộ phận kinh doanh. Đấy, nó nằm trong cái tổng thể như vậy thì cái số lượng nhân viên marketing thường nó không nhiều trên tổng số quy mô. Ví dụ như là một cái công ty người ta làm sản xuất thì người ta có đến 150 200 nhân sự, nhưng mà phòng marketing có khi chỉ 5 7 hoặc là chục nhân sự là tối đa thôi. Đấy là cái số lượng, này thì chúng ta sẽ đấy dựa trên cái quy mô chúng ta đưa ra. Và sau đó thì chúng ta sẽ thiết lập các cái mô tả công việc. Nè, thiết lập cái mô tả công việc. Và thì cái thiết lập mô tả công việc ở đây thì chúng ta sẽ mô tả như thế nào? Đấy, cái mô tả công việc thì chúng ta sẽ có một cái bản chuẩn. Đấy, nhá, thì tôi sẽ cho các bạn xem một cái bản chuẩn mô tả công việc. Đây. Ví dụ như là một cái bạn chạy quảng cáo. Đấy, thì sẽ viết mô tả như thế nào. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy ở đây
Nó có một cái file biểu mẫu thì chúng ta lên mạng chúng ta tìm thôi. Ban hành như thế nào, ngày tháng như nào đấy. Trách nhiệm, nhiệm vụ chi tiết, yêu cầu đặt ra, viết lập kế hoạch triển khai của một cái vị trí là chạy quảng cáo Facebook, Google, Zalo, TikTok này, tham gia đào tạo. Đấy, rồi thì thực hiện các chiến dịch quảng cáo. Đấy, đây là nhiệm vụ chính đó. Đưa ra mục tiêu, kế hoạch, lựa chọn, phân tích, đánh giá, phụ trách các vấn đề tài khoản, vân vân. Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, quý cho lãnh đạo, báo cáo chiến dịch, báo cáo hiệu quả kinh doanh, vân vân. Đấy, kết quả các file biểu mẫu, vân vân, tài khoản. Đấy, rồi thì quyền hạn được cái gì, đề xuất gì, phương tiện làm việc như thế nào, các cái tiêu chuẩn công việc, kiến thức về chuyên môn, kiến thức về kinh nghiệm, kiến thức về kỹ năng, phẩm chất cá nhân, vân vân. Đấy. Thì một cái file như thế này thì các bạn có thể tìm ở trên mạng, sau đó các bạn viết. Thì tôi có sẵn những cái bộ như này rồi vì tôi đang làm cho khá là nhiều khách hàng. Đấy. Tương tự như vậy, ví dụ như là trưởng phòng kinh doanh hay trưởng phòng marketing. Đấy. Ví dụ họ và tên, vị trí, trách nhiệm của trưởng phòng hoặc là giám đốc đây. Trách nhiệm thứ nhất đối với một trưởng phòng và giám đốc là phải lập được kế hoạch marketing, kế hoạch hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển thương hiệu cũng như là tăng trưởng doanh số, xây dựng này, xây dựng tối ưu quy trình này, xây dựng kế hoạch này, hoạch định chiến lược này, điều chỉnh kế hoạch này. Đấy. Thì cái kết quả đầu ra nó phải là có các cái file kế hoạch như thế này. Đấy, có kế hoạch của năm, của quý, của tháng, của tuần, của từng dịch vụ, của từng kênh. Rồi, mình là sếp thì mình phải biết đào tạo. Đấy, mình tuyển dụng vào, mình đào tạo, mình hướng dẫn, mình xây dựng quy trình, mình hỗ trợ. Đấy, thì bây giờ kết quả là gì? Phải có tài liệu đào tạo, đúng không? Phải có kỹ năng đào tạo, phải có ngân sách đào tạo. Đấy, và mình là sếp thì mình phải có quản lý hiệu suất công việc của mình và nhân viên, giám sát thực thi công việc, kế hoạch, vân vân, báo cáo hiệu suất, rồi báo cáo hiệu suất của nhân viên, sử dụng ngân sách, đề xuất tuyển dụng, sa thải nhân viên, vân vân, báo cáo phần mềm và các mẫu biểu. Mục tiếp theo là nhiệm vụ chính hàng ngày phải làm, điều phối nhân sự, xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng, xây dựng chính sách và thực thi, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, nhận diện thương hiệu, độ phủ và có KPI cụ thể, đúng không? Xác định được thị trường tiềm năng, những biến động của thị trường, phát hiện những cái cơ hội marketing bằng cách nghiên cứu và phân tích dữ liệu, xây dựng các cái chiến dịch thông tin quảng cáo, cập nhật kiến thức. Đấy, ví dụ như là đi hội thảo cũng là một cái KPI. Đấy, đến tham dự của cái sự kiện của ngành, đạt được các nhiệm vụ tổ chức, mở rộng được kênh phân phối, đạt được các mục tiêu kinh doanh và marketing bằng cách đóng góp, vân vân. Đạt các mục tiêu về tài chính, dự đoán các cái xu hướng phát triển trong những tháng tiếp theo, thiết lập các cái chiến lược về giá, về cạnh tranh, về khuyến mại. Kết quả đầu ra là gì? Có kế hoạch công việc của phòng ban, có kế hoạch chính sách chăm sóc khách hàng, có báo cáo kết quả danh sách đối tác, quản trị dữ liệu khách hàng, phân tích thị trường, báo cáo hàng tháng năm, thực thi các chiến dịch và báo cáo chiến dịch, đạt các KPI đề ra trong từng công cụ đấy, tối ưu chiến dịch, chịu trách nhiệm cao nhất về chiến dịch và ngân sách đấy, và chế độ báo cáo của cả phòng, rồi nắm bắt được tình hình của nhân sự, nộp báo cáo đúng và có mẫu biểu báo cáo tốt hoặc là có phần mềm. Đấy, quyền hạn vân vân, đúng không? Đấy, được có những cái quyền gì đấy, thì mình phải giao rõ cho họ. Đấy, quyền hạn như thế nào, phương tiện làm việc như thế nào, quy chuẩn làm việc như thế nào, đúng không? Đấy, các cái kiến thức về chuyên môn, kiến thức về kinh nghiệm, về kỹ năng, về phẩm chất đó, xong đó là mức thu nhập theo mô hình lương 3P thì như thế nào. Đây là một cái này mình viết rất là công phu như vậy, đúng không? Và thì đấy là tôi giới thiệu với các bạn đến cái phần mô tả công việc. Rồi, ta tạm dừng cái video này đây, chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong phần tiếp theo. Các bạn lưu ý là chúng tôi có cả một series nhé. Các bạn xem playlist, xem danh sách phát. Ok, xin chào các bạn.